áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back to our lesson today. Today we are going to learn Unit 7 Traffic and Lesson 1 Getting Started. Ngày hôm nay thì cô và chúng ta sẽ cùng bước vào bài đầu tiên của chương trình học kỳ 2, đấy là bài số 7 với chủ đề là Traffic, tức là giao thông. Và chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên của phần Getting Started. Let's see what we are going to learn. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ bước vào phần listen and read. Và trước khi bước vào phần này thì chúng ta sẽ có một câu hỏi nhỏ nhỏ để chúng ta có thể brainstorm idea, là trước khi chúng ta nghe cái gì thì chúng ta sẽ biết xem là mình sẽ nghe về cái cuộc hội thoại giữa hai bạn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ nhìn nhá, look at the picture and answer the questions. Who are they? Who are my and when? Maybe they are two students, right? And what may they talk about? So we can see two picture here. Chúng ta sẽ nhìn thấy hai bức tranh ở đây, đúng không? Và bạn Mai và bạn Oanh có lẽ đang nói về một chủ đề gì đó liên quan đến chuyện là hai bạn này đi tập ở tập phòng tập gym, hoặc là có liên quan đến chuyện là đi xe đạp, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể nghĩ đến chuyện là các bạn có thể nghĩ đến nói, hoặc là nói về các cái chủ đề như là giao thông, hoặc là nói về các chủ đề về chuyện là tập thể dục. Vậy thì để biết được nội dung, chúng ta sẽ tiếp tục vào phần listen and read. Hi Oanh, how are you? Hi, Mai. I'm okay, thanks. How about you? What did you do yesterday? I'm good. Yesterday morning, I stayed at home and played with my brother. In the afternoon, I cycled round the lake near my home. Oh, good. That sounds really healthy. By the way, how do you come to school? My dad usually drives me to school. I used to go on foot when I was in primary school, but the new school's too far to walk now. How far is it from your house to here? It's about 2 kilometers. How long does it take you? About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer. Do you come by car every day? Yes, except when my dad is busy. Then I come by bike. I see. Hey Mai, how about going cycling round the lake on Saturday? Great idea! Can you come to my house at 3 p.m.? Okay, Mai, I can't wait. See you then. Rồi, đấy, phần này thì chúng ta sẽ có một phần là có nghe băng và phần audio, đúng không? Thì phần này thì chúng ta sẽ có thể nghe được ở tại nhà. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta để dịch cái phần bài khóa này, là xem hai bạn nói với nhau về điều gì nhá. Bạn Mai này, xin chào bạn Oanh. Xin chào Oanh, cậu có khỏe không? Bạn Oanh trả lời, xin chào Mai, tớ khỏe, cảm ơn cậu. Thế còn cậu thì sao? Ngày hôm qua cậu làm gì? Mai đã nói, ừ tớ rất là vui. Ngày hôm qua, sáng qua thì tớ ở nhà và chơi cùng với lại anh trai hoặc em trai mình. Và buổi chiều thì tớ đi xe đạp vòng quanh hồ gần nhà tớ. Ồ thế à, thì nghe tuyệt thế và nghe rất là khỏe nhá. Mà by the way, nhân tiện đây thì cậu có tới trường không? Cậu tới trường bằng gì? Cậu tới trường bằng gì? Bố tớ thường xuyên đưa tớ lái xe, đưa tớ đến trường. Nhưng ngày xưa tớ thường đi bộ, chúng ta có cụm từ là to go on foot, là đi bộ khi tớ còn ở trường tiểu học. Nhưng mà bây giờ trường mới của tớ thì quá xa để có thể đi bộ. Bạn Anh lại tiếp, thế thì từ trường cậu đến nơi này là bao nhiêu xa? Nó khoảng 2 cây số. Bạn sẽ đi mất bao lâu? Khoảng 10 phút. Thi thoảng thì khi mà có tắc đường, chúng ta lại có cụm từ traffic jam là tắc đường, thì sẽ mất thời gian lâu hơn. Bạn Anh lại tiếp tục, cậu có đi bằng xe ô tô hàng ngày không? Có, trừ khi bố tớ bận thì lúc đó tớ sẽ đi bằng xe đạp. Ồ, này Mai ơi, thế còn việc là chúng ta thi thoảng hãy đi xe đạp vòng quanh hồ vào ngày thứ bảy thì sao nhỉ? Nghe hay đấy, cậu có thể tớ nhà tớ và vào lúc 3 giờ chiều. Ồ, được đấy, tớ không thể nào chờ lâu hơn được, hẹn gặp lại cậu vào thời gian đó. Vậy thì đây là một cái đoạn mà hai bạn trao đổi với nhau chủ yếu thông tin về chuyện là các phương tiện đi lại, khi bạn đến trường bằng phương tiện gì, đúng không nhỉ? Và chúng ta có một số từ vựng ở đây để nói về chủ đề giao thông, và cô sẽ cho chúng ta học các phần từ vựng này. Rồi, chúng ta sẽ có từ vựng đầu tiên, cycle. Cycle nghĩa là đi xe đạp. Từ vựng số 2 đấy là cụm từ traffic jam. Traffic jam nghĩa là tắc đường, đúng không? Except nghĩa là trừ ra hoặc là loại ra. Train,
Train là tàu hỏa. Và từ cuối cùng là boat. Boat nghĩa là thuyền. Như vậy là chúng ta đã có một vài cái từ hoặc là cụm từ có xuất hiện trong bài mà chúng ta cần phải ghi nhớ cho cô. Tiếp tục, chúng ta đến với phần trả lời câu hỏi. Ở phần A, choose the correct answers, thì chúng ta sẽ có một dạng bài, đấy là chúng ta sẽ đặt câu hỏi và phải lựa chọn trong các phương án A, B và C thì đâu là phương án câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi này, đúng không? Number one, what did Mai do yesterday afternoon? Chiều hôm qua bạn Mai đã làm gì? Chúng ta có các phương án A, she stayed at home with her brother. Bạn ấy ở nhà cùng với em trai hoặc anh trai của mình. B, she rode her bike around the lake. Bạn ấy đi xe đạp vòng quanh hồ. And C, she walked around the lake. Bạn ấy đi bộ vòng quanh hồ. Vậy thì chúng ta cũng vừa mới dịch xong cái bài khóa vừa rồi, thì chúng ta cũng đã nhớ lại được rồi là chiều hôm qua thì bạn Mai có làm một việc, đấy là gì nhỉ? Bạn ấy đi xe đạp vòng quanh hồ. Và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng của câu số 1 chính là B, she rode her bike around the lake. Tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo. Number 2, Oanh say that it's healthy too. Bạn Oanh cho rằng thật là có nhiều sức khỏe hoặc là thật là một việc làm khỏe mạnh khi thế nào? A, cycle nghĩa là đi xe đạp. B, walk là đi bộ. Và C, stay home nghĩa là ở nhà. Thế thì bạn ấy cũng bảo rằng cái việc mà đi xe đạp ấy nhỉ, thì rất là có lợi cho sức khỏe. Và chúng ta sẽ có phương án A chính là đáp án của câu số 2. Number 3, Mai used to go to school. Bạn ấy thường đi bằng phương tiện gì đến trường? Chúng ta lưu ý cấu trúc used to sau này, trong bài này chúng ta sẽ học, tức là một cái thói quen ở trong quá khứ mà bây giờ không còn nữa, đúng không? Thế thì có một đoạn bạn ấy nói rằng khi bạn ấy còn ở trường tiểu học thì bạn ấy hay làm gì đấy, hay đi bằng phương tiện gì, thì chúng ta chú ý cái chi tiết đó cho cô và tìm lại thông tin này. Vậy chúng ta sẽ có cái câu trả lời đúng là B, on foot, tức là bạn ấy thường xuyên đi bằng gì nhỉ? Đi bộ đến trường. And number 4, Mai and I agreed to go cycling. Bạn Mai và bọn anh đều đồng ý là sẽ đi xe đạp vào cái thời điểm nào? A, tomorrow, ngày mai. B, every day, hàng ngày. And C, at the weekend. À, thế thì hai bạn ở cuối cùng của bài hội thoại có hẹn nhau là vào 3 giờ chiều, đúng không? Và vào ngày Saturday. Vậy thì nó phải là cái đáp án gì nói về chuyện là at the weekend, đúng không? Thế thì C chính là đáp án của câu số 4. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong với phần A. Tiếp tục chúng ta chuyển sang part B, answer the following question. Lúc này chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi, đúng không? Number 1, what did Mai do on Sunday morning? Bạn Mai làm gì vào sáng chủ nhật? Vậy chúng ta sẽ lật ngược trở lại bài khóa và chúng ta sẽ có câu trả lời là she stayed at home and played with her brother. Bạn ấy ở nhà và chơi cùng em trai hoặc anh trai của mình. Number 2, how far is it from Mai's house to school? Nghĩa là từ nhà của bạn Mai đến trường bao xa? Chúng ta có câu hỏi how far is it, nghĩa là từ đâu đến đâu, bao xa đấy. Tiếp tục, thế thì câu này chúng ta sẽ có câu trả lời là it's about 2 kilometers. 2 kilometers nghĩa là khoảng 2 cây số. Number 3, who does Mai usually go to school with? Bạn Mai thường đi đến trường với ai? Thế thì chúng ta cũng có ngay câu trả lời là she usually go to school with her dad. Bạn ấy thường đi đến trường cùng bố của mình. Number 4, why does it sometimes take Mai longer to get to school? Thi thoảng thì tại sao mà bạn Mai lại phải mất nhiều thời gian hơn để đến trường? À, thế thì quay trở lại với bài khóa, chúng ta cũng có một chi tiết là bạn ấy bảo it often take longer. Nếu như có gì nhỉ? Có chuyện tắc đường xảy ra, đúng không? Vậy thì câu này chúng ta sẽ trả lời là because sometimes there are traffic jams. Cụm từ này đã có ở trong bài khóa và chúng ta chỉ việc là lấy thông tin ở câu đó thôi. And number 5, how does she go to school when her dad is busy? Khi mà bố bạn ấy bận, tức là sẽ không đưa bạn ấy đến trường được, thì bạn sẽ đi đến trường bằng phương tiện gì? À, bạn ấy có nói là bạn ấy đi bằng xe đạp, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời she go to school by bike. Vậy chúng ta đã tiếp tục hoàn thành xong cái bài tập và trả lời câu hỏi của phần này. Nào, chúng ta sẽ có một phần remember. We use how to ask about means of transport.
Với cái việc là hỏi về phương tiện giao thông đi lại, chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi how, đúng không? Ví dụ, how do you get to school? Bạn đến trường bằng phương tiện gì? How do you go to work? Bạn đi làm bằng phương tiện gì? Thì chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi là how. For example, how do you go to the supermarket? Bạn đi đến siêu thị bằng phương tiện gì? Như vậy, trong bài này chúng ta có thêm một dạng câu hỏi. Đấy là câu hỏi hỏi về phương tiện đi lại, đúng không? Rồi, chúng ta chuyển sang part C. Đấy là, can you find the following expressions in the conversation? Do you know what they mean? Chúng ta sẽ phải tìm ý nghĩa của ba cái cụm từ hoặc là từ mà có trong bài. Đấy là, hey, great idea, and can't wait. Thế thì nhìn lại trong bài khóa chúng ta thấy là ba cái câu này sẽ xảy ra trong tình huống gì? Hey, chúng ta nói điều này khi nào nhỉ? À, khi chúng ta muốn gây sự chú ý, đúng không? Hey, what are you doing? À, cậu đang làm gì thế? Vậy thì cái từ hey này sẽ dùng để chúng ta để quan tâm đến, để lấy được sự chú ý hoặc quan tâm của người khác. Vì vậy chúng ta sẽ có thể diễn đạt là to get someone's attention. Đó là để có được sự quan tâm của người khác, để chúng ta bắt đầu một câu chuyện, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng từ hey. Tiếp tục, cụm great idea, khi chúng ta đồng ý, đồng tình, đúng không? Ví dụ như là bảo là chiều nay cậu có đi xe đạp với tớ không? Thì chúng ta nói là great idea. Sao great? Nó cũng tương tự như vậy. Thế thì khi chúng ta thể hiện quan điểm là đồng ý, đồng tình, đúng không? Và có một thái độ rất là vui vẻ, tích cực, ủng hộ với lại một cái ý tưởng nào đấy, thì chúng ta sẽ dùng từ great idea. Vậy chúng ta sẽ có thể dùng một cái câu để diễn đạt bằng tiếng Anh, đấy là agree with something or somebody. And the last one, can't wait. Ôi, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Vậy là thể hiện cái sự mong đợi hoặc là háo hức khi chúng ta chuẩn bị làm một việc gì, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng cụm từ này với nghĩa là very excited to do something. Rất là háo hức để chuẩn bị làm việc gì. Vậy thì chúng ta đã có ba cái cụm từ này sẽ thường xảy ra khi chúng ta nói trong các cái tình huống giao tiếp. Và khi biết được ý nghĩa thì chúng ta sẽ có thể vận dụng để nói, để có thể là tạo nên những cái cuộc hội thoại mà nó đúng hơn với lại thực tế, đúng không? Và chúng ta chú ý những cụm từ này nhé. Tiếp tục, we move to part D. Work in pairs, make short role plays with the expression bubble, then practice them. Tức là chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Thực hành trong nhóm này, sau đó là sẽ sử dụng các cái từ hoặc cụm từ vừa nãy mà người ta đã cho, tức là cái cụm từ mà thể hiện cảm giác đấy, cảm xúc đấy, thì chúng ta sẽ dùng nó và biến thành những cái cuộc hội thoại để chúng ta có thể thực hiện được, thực hành được nó tốt hơn. Ví dụ chúng ta có student A, how about cycling to school with me tomorrow? Bạn ấy gợi ý là ngày mai thì cậu với tớ cùng đi xe đạp đến trường được không? Thế thì bạn B khi ủng hộ sẽ nói là great idea. Vậy thì hy vọng là ở phần này thì các con sẽ có thể là tự mình cùng với bạn của mình thực hành và đưa ra ba cái mẫu câu là hey, great idea and can't wait để chúng ta có thể nhớ được lâu hơn nhé. And next, chúng ta đến với phần part 2, đấy là means of transport, nghĩa là một số phương tiện giao thông. Thế thì trong bài này thì họ cũng đã đưa ra các bức tranh và chúng ta nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải tìm các cái tên của các phương tiện giao thông này. Và họ đã gợi ý cái chữ cái đầu tiên khi bắt đầu của mỗi một loại phương tiện. Ví dụ ở bức tranh số 1 chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc xe đạp, đúng không? Và họ đã gợi ý bằng chữ cái là B. Vậy thì sau đây cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm bài này. Và nếu như bạn nào mà có chưa biết được các cái phương tiện giao thông này thì chúng ta cũng lưu ý là nhớ luôn cho cô nhé. Nào, number one, chúng ta thấy đây là hình chiếc xe đạp đúng không nhỉ? Chúng ta có trong tiếng Anh xe đạp sẽ được viết thành bike, bike. Number two, đây là chiếc xe buýt, vì vậy chúng ta sẽ có từ là a bus, a bus. Number three, một chiếc máy bay chúng ta sẽ là a plane, a plane. Và number four, một chiếc thuyền chúng ta sẽ có từ a boat, a boat. Vậy là chúng ta đã có 4 phương tiện giao thông. Tiếp tục ạ, ở 4 bức tranh tiếp theo, chúng ta có bức tranh số 5. Đây là hình ảnh của một chiếc thuyền và nó bắt đầu bằng chữ cái S và H, đúng không? Vậy mình sẽ có chiếc thuyền đấy là ship, a ship. Tiếp tục, đây là hình ảnh ở bức tranh số 6, là hình ảnh của một chiếc tàu, đúng không? Một con tàu thì chúng ta sẽ có từ a train, a train. À, tiếp tục, ở bức tranh số 7 là một cái phương tiện giao thông mà rất là quen thuộc ở Việt Nam mình. Và người Việt Nam thì đa phần là đang sử dụng phương tiện giao thông này. Đấy chính là chiếc xe gắn máy, đúng không? Và chúng ta có từ này chính là motorbike, motorbike. Và cuối cùng, ở bức tranh số 8 thì chúng ta cũng rất quen thuộc rồi. Đây chính là xe ô tô và chúng ta có từ đấy là a car, a car. Đấy, như vậy là chúng ta có 8 phương tiện giao thông được
hướng dẫn bà được có các cái bức tranh ở trong bài này. Hy vọng là chúng ta sẽ nhớ luôn được các bức tranh này và các cái từ này, bởi vì là nó cũng rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Tiếp tục chúng ta chuyển sang bài số 3. Met a verb on the left with a means of transport on the right. There are maybe more than one correct answer. Add a preposition when necessary. À, bài này nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải nối một câu ở bên cột này là các động từ và một câu ở bên này là các danh từ chỉ phương tiện giao thông để tạo thành một cụm từ. Ví dụ khi mình nói là right thì chúng ta nói right với phương tiện gì, đúng không? Thế thì bây giờ cô sẽ giúp chúng ta cùng làm nhé. Và lưu ý là sẽ có một số động từ có thể đi kèm với lại nhiều hơn hai đáp án, đúng không nào? Thế thì mình phải cẩn thận với những động từ như thế. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm nhé. Đầu tiên này, chúng ta có ở số 1, đấy là động từ ride. Thì chúng ta sẽ đi kèm với ride a bike, nghĩa là chúng ta đi xe đạp, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ dùng cụm từ ride a bike. Ví dụ này, my father taught me how to ride a bike. Bố tôi dạy tôi cách đi xe đạp, đúng không? Tiếp tục, number 2, động từ drive. Động từ này sẽ chỉ dùng cho phương tiện đấy là ô tô mà thôi. Khi chúng ta nói là lái xe ô tô, chúng ta sẽ sử dụng câu là drive a car. Vậy thì câu số 2 của chúng ta sẽ đi với lại e, đúng không? A car. Tiếp tục, number 3, flight. Fly là bay, đúng không? Thế chúng ta sẽ dùng bay với cái phương tiện đấy là, đương nhiên sẽ là đi máy bay. Và chúng ta sẽ dùng một cụm từ là fly by plane. Đi máy bay, đúng không ạ? Bằng phương tiện máy bay, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ fly by plane. Và đương nhiên như vậy thì ba sẽ đi kèm với lại be, đúng không? Ba đi với be. Tiếp tục, chúng ta có for sẽ đi với gì ạ? Chúng ta có for là động từ sail. Sail tức là khi chúng ta nói là đi thuyền thì chúng ta hay sử dụng từ sail này. Và chúng ta có từ sail a boat, nghĩa là đi thuyền. Tiếp tục, number 5, đây là cụm từ get on, tức là lên một phương tiện gì. Nó ngược nghĩa với lại số 6, đấy là get off, tức là xuống phương tiện. Vậy thì chúng ta sẽ hay sử dụng từ lên phương tiện với những phương tiện sau đây. Chúng ta dùng get on a bus, get on a train, and get on a bike or a motorbike. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ có get off với bấy nhiêu phương tiện, đấy là get off a bus, a train, a bike and a motorbike. Như vậy thì ở câu số 5 của chúng ta có thể đi được với A, C và D. Tương tự như vậy câu 6 của chúng ta có thể đi được với A, C và D. Vậy thì chúng ta lại nhớ cho cô là những từ hoặc cụm từ đi kèm với nhau khi nói về chuyện là đi lại bằng phương tiện gì nhá. Nào lại này, drive a car, fly by plane, sail on or in a boat, get on a bus, a train, a bike or a motorbike, and get off a bus, a train, a bike and a motorbike. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ cố gắng nhớ các cái động từ mà đi kèm với các phương tiện này nhé. Rồi, tiếp tục phần tiếp theo, number 4, find someone in your class who never. À, đây là một bài tập rất hay để chúng ta có thể là vận dụng luôn các cụm từ mà chúng ta vừa mới học. Và đồng thời ở trên lớp chúng ta có thể tương tác với các bạn khác. Đấy là một hoạt động mà mình sẽ tìm ở trong lớp chúng ta những bạn mà không bao giờ number 1, walk to school. Những bạn không bao giờ gì nhỉ? Đi bộ đến trường à. Number 2, go to school by bus. Đi đến trường bằng xe buýt này. Number 3, cycle for exercise. Là đi xe đạp để tập thể dục. Number 4, takes a train, là đi bằng tàu. And number 5, sails on or in a boat, tức là đi bằng thuyền. And number 6, flies by plane. Những bạn mà chưa bao giờ đi máy bay, thế thì đây cũng là hoạt động rất thú vị và chúng ta có thể, đây cũng là một cái cách mà chúng ta thể hiểu thêm bạn của mình, đúng không? Vừa đồng thời là cái hoạt động để chúng ta, là giúp chúng ta là nhớ được các cái cụm từ khi nói về đi bằng phương tiện gì, nhưng cũng giúp chúng ta có thể hiểu hơn là các bạn của mình, những bạn nào mà chưa từng bao giờ đi xe đạp này, hay là những bạn nào, thậm chí có những bạn là chưa biết đi xe đạp, đúng không? Hoặc là những bạn mà chưa bao giờ đi tàu, đúng không ạ? Hoặc là chưa bao giờ đi máy bay, thì chúng ta cũng thấy là đây một cái hoạt động rất thú vị. Và hoạt động này cũng đã kết thúc bài học của ngày hôm nay của chúng ta. So thank you and goodbye. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.